Loài vật này có thể tự mọc lại tay. Nếu bạn mất một phần của cánh tay, bác sĩ sẽ may vết thương lại và bạn sẽ cụt tay suốt đời. Đa số động vật đều như vậy, nhưng có một vài loài như sao biển sẽ có cơ chế phục hồi khác. Khi chúng mất cánh tay, vết thương lành lại nhanh chóng. Sau đó, những tế bào đặc biệt được đưa tới khu vực bị thương. Những tế bào này bắt đầu sinh sản, lấp đầy phần cánh tay cũ. Và chỉ sau vài tháng, con sao biển sẽ có một cánh tay mới.